Em rất dễ thương, đặc biệt là lúc em cười. Điều đó làm anh thấy rất thoải mái. Trung Quốc, con gái đại hiếm lại còn đi yêu ai ai. Vâng, bạn vừa nghe những lời ngọt ngào từ giọng ấm áp của một chàng trai. Giọng nói này khiến bất cứ cô gái nào đều có thể siêu lòng. Có điều chàng trai đó không có thật, mà chính là AI. Cô Tu Fei là nhân viên văn phòng người Trung Quốc, gốc Tây An, năm nay 25 tuổi. Cô cho biết bạn trai có mọi thứ mà cô mong muốn, như tốt bụng, đồng cảm và có thể trò chuyện với cô bất cứ khi nào. Tuy nhiên người bạn trai này lại không có thật. Bạn trai của cô là một phần mềm trò chuyện chatbot trên ứng dụng có tên Glow, một nền tảng trí tuệ nhân tạo do công ty khởi nghiệp Minimax ở Thượng Hải tạo ra. Tu Fei tâm sự, anh ấy rất biết cách nói chuyện với phụ nữ. Anh ấy tốt hơn một người đàn ông ở ngoài. Anh ấy an ủi khi tôi không khỏe. Tôi tâm sự với anh ấy về những vấn đề của tôi trong công việc. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một mối quan hệ vô cùng lãng mạn. Ứng dụng này miễn phí và nó đã có hàng nghìn lượt tải xuống hàng ngày trong những tuần gần đây. Nhiều người dùng cho biết họ quyết định tải ứng dụng này bởi mong muốn có bạn đồng hành giữa nhịp sống nhanh và sự cô đơn trong cuộc sống thành thị đầy bận rộn và áp lực tại Trung Quốc. Wang Xiuting, một sinh viên 22 tuổi ở Bắc Kinh, nói với AFP rằng thật khó để tìm được người bạn trai lý tưởng ở ngoài đời thực vì mỗi người có tính cách khác nhau nên điều đó thường hay tạo ra xích mích. Tuy con người có tính cách riêng và khác biệt, nhưng các phần mềm trí tuệ nhân tạo lại đang dần dần thích nghi với tính cách của người dùng. Chúng rất thông minh, có thể ghi nhớ những gì họ nói và điều chỉnh lời nói cho phù hợp trong những cuộc trò chuyện sau đó. Quang thừa nhận, người bạn trai AI đã hỗ trợ cô rất nhiều về mặt tinh thần và cảm xúc, và anh chàng kia chính là sản phẩm trí tuệ nhân tạo trên OneTalk, một ứng dụng do tập đoàn Baidu tạo ra. Lưu Yu, giám đốc quản lý và vận hành sản phẩm của OneTalk nói với AFP rằng mọi người đều trải qua những khoảnh khắc phức tạp, cô đơn mà không có một người bạn hoặc gia đình ở bên cạnh. Không ai có thể lắng nghe họ 24/24, nhưng trí tuệ nhân tạo có thể làm điều đó. Thời gian làm việc dài khiến người Trung Quốc khó gặp bạn bè thường xuyên. Ngoài ra họ cũng phải đối mặt với áp lực và sự bất định khi tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao và nền kinh tế đang gặp khó khăn. Điều đó càng làm họ lo lắng về tương lai bất định, vậy nên làn sóng tìm người yêu AI mới có cơ hội trỗi dậy.